Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Real Madrid với Espanyol 21 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 2022, vòng 34 La Liga, vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Cuối tuần này, Real Madrid sẽ có cuộc tiếp đón Espanyol trong khuôn khổ vòng 34 La Liga. Với đẳng cấp vượt trội cùng điểm tựa Santiago Bernabeu, Real Madrid thừa sức làm gỏi Espanyol. Mặc dù vậy, có quá nhiều lý do để tin rằng 90 phút sắp tới sẽ không xuất hiện màn thị uy sức mạnh của Los Blancos. Lúc này, Real Madrid coi như đã vô địch La Liga. Nhiều hơn đội nhì bảng Barcelona tới 15 điểm, Real Madrid chỉ cần giành thêm 1 điểm ở 5 vòng đấu còn lại là sẽ hoàn thành mục tiêu. Trong bối cảnh phải toan tính giữ sức cho trận bán kết lượt về Champions League gặp Man City, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu huấn luyện viên Carlo Ancelotti tung ra đội hình dự bị ở trận đấu với Espanyol. Điều này vốn dĩ đã xuất hiện ở vòng đấu trước, khi chiến lược gia người Italia cất Toni Kroos, Gianni Carvajal, Vinicius trên băng ghế dự bị và không đăng ký thi đấu Luka Modric trong chuyến làm khách của Osasuna. Trong 13 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội tại Santiago Bernabeu, Real Madrid chưa từng chấp Espanyol dưới 1.75 full time. Việc nhà cái đưa ra tỷ lệ 1.25 full time ở lần chạm trán này đã chứng tỏ rằng Real Madrid không được đánh giá quá cao. Cần biết, Espanyol đã chỉ thua kèo châu Á vỏn vẹn 2 lần sau 10 vòng đấu gần nhất. Ở chuyến hành quân xa nhà cuối cùng, đội bóng xứ Catalan đã khiến Atletico Madrid phải rất chật vật mới có thể giành chiến thắng xít sao. Trong một cuộc chiến quá chênh lệch về đẳng cấp và đội chủ nhà muốn giải quyết sớm mục tiêu La Liga để dốc toàn sức cho trận lượng về Champions League. Với kèo châu Á Real Madrid chấp 1.25, tuy khá cao, nhưng với điểm tựa sân nhà, anh em nên cân nhắc đặt niềm tin vào đội chủ nhà. Chốt kèo châu Á, Real Madrid chấp 1.25 full time. Dù không chịu áp lực phải thắng nhưng Real Madrid có lẽ cũng chẳng muốn mất điểm trong ngày xương vương. Ở vòng đấu trước, dù đội hình có nhiều xáo trộn nhưng Real Madrid vẫn giành chiến thắng thuyết phục 1-3 ngay trên sân của Osasuna. Cần biết, Real Madrid trong 2 thập kỷ trở lại đây đã thắng tới 17 và chỉ hòa 2 trận sau 19 lần tiếp đón Espanyol. Với kèo châu Âu, anh em nên cân nhắc chọn đội chủ nhà. Chốt kèo châu Âu, Real Madrid thắng. Trong 6 lần gần nhất làm khách của Real Madrid, Espanyol chẳng những đã toàn thua mà còn không ghi nổi bàn danh dự nào. Nhưng rất có thể Espanyol sẽ chấm dứt được cơn khô hạn bàn thắng tại Santiago Bernabeu bởi hàng phòng ngự của Real Madrid thời gian gần đây tỏ ra khá lỏng lẻo. Cụ thể ở 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thủ thành Thibaut Courtois đã chỉ có 1 trận giữ sạch lưới và phải nhận đến 16 bàn thua. Trong khi đó, hàng công của Espanyol đã nổ súng ở 10 trên 11 trận sân khách gần nhất. Với kèo tài xỉu 2.5 và nếu kịch bản đội khách có bàn thắng dẫn trước thì khả năng trận đấu nổ tài khá cao, nên kèo tài xỉu anh em nên cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, Real Madrid chấp 1.25 full time. Kèo châu Âu, Real Madrid thắng. Kèo tài xỉu 2.5 trái chọn tài full trận. Dự đoán tỷ số Real Madrid 2 Espanyol 1. Chúc các anh em may mắn. BG Group welcomes the 2022 Qatar World Cup. New member registration recharge free 10% USD. Fully digital currency transactions. Support multi-currency deposit and withdrawal BTC, USDT, ETH online transaction is convenient and fast. Fast payment and protection against currency devaluation. To participate in sports event, live entertainment, anti-brash investments. You can also watch football matches online. Among the anti-wave bio investment winning rate as high as 96%. Making money is actually very easy. The platform has accumulated more than 20 million users since 2006. More than $60 billion for users. No work, easy money. Click the button below to download the app and start your path to riches.